44 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp nhiễm nCoV điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hết thời hạn cách ly. Đáng mừng là không có trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh. Đây là thông tin được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Theo như thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, thì tổng số 44 người tiếp xúc gần với 3 trường hợp nhiễm nCoV, gồm 2 cha con người Trung Quốc và 1 Việt Kiều, đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không phát hiện dấu hiệu mắc bệnh. Trong khi đó, 2 cha con người Trung Quốc đã xuất viện, còn bệnh nhân Việt Kiều cũng đã có kết quả âm tính chuẩn bị xuất viện. 5 ngày nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh không có ca nhiễm mới. Hiện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay đối với người đến từ hoặc là đi qua vùng dịch. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức rà soát trong khu dân cư và những nơi công cộng để kịp thời nhắc nhở việc người từ vùng dịch về cách ly. Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày hôm qua, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định đến thời điểm này không hủy và lùi thời gian tổ chức giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, giải đua sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2020. Giải đua xe công thức 1 là nội dung hoạt động trọng tâm trọng điểm của Sở trong năm 2020. Do đó, Sở đã kết nối giữa các đơn vị tổ chức với các cơ sở lưu trú, các đơn vị dịch vụ khác để đảm bảo việc tổ chức giải đua diễn ra đúng thời hạn, không bị ảnh hưởng bởi diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona. Theo đó, thì ngành du lịch sẽ làm việc với các đơn vị để đảm bảo an toàn và bình ổn giá, không để các dịch vụ tăng giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ khi khách đến, vì đây được coi là sự kiện thể thao có tác dụng tuyên truyền hình ảnh Hà Nội rất tốt. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thì sau khi các điểm đón khách du lịch của Hà Nội mở cửa hoạt động trở lại, thì khách du lịch có xu hướng tăng hơn và đến nay đã đạt từ 50 đến 70% so với thời điểm không có dịch. Cụ thể, để có kết quả này là do nhiều doanh nghiệp đã chủ động thống nhất với các du khách hủy toàn bộ các tour Trung Quốc khởi hành dịp Tết Nguyên đán ngay khi có thông tin dịch bệnh bùng phát nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Một số doanh nghiệp lữ hành cũng đã quyết định hoàn tiền 100% cho các khách hàng đã đăng ký các tour Trung Quốc cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sang ngày khởi hành khác hoặc các tour khác áp dụng theo chính sách khách hàng cũ. Thời gian tới, cùng với việc tập trung kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, Sở Du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân, khách du lịch về dịch bệnh, không tổ chức các đoàn du khách tới các nơi đang có dịch, người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào thành phố. Và cùng với đó thì Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động phòng chống dịch cho khách du lịch và cán bộ, nhân viên tại khách sạn, điểm đến du lịch, trên xe vận chuyển khách du lịch và các nhà hàng phục vụ khách du lịch, tiếp tục có thể tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại một số điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn của thành phố. Vâng, thưa quý vị, đúng là khó khăn chắc chắn sẽ làm cho ngành du lịch phải tìm được những hướng đi mạnh mẽ và bền vững hơn. Ngành du lịch khẩn trương có giải pháp ứng phó với virus corona chủng mới, phục hồi thị trường chứ không chờ hết dịch. Đây là chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vừa là hướng đi của các doanh nghiệp lữ hành trong thời gian này. Không chờ hết dịch, ngay từ thời điểm này đã có rất nhiều những giải pháp được thực hiện nhằm phá băng cho thị trường. Lập bản đồ vùng an toàn, lựa chọn các điểm đến phù hợp cho khách du lịch, kể cả trong nước lẫn nước ngoài, thậm chí cùng tham gia liên minh kích cầu du lịch nhằm tạo đà tăng trưởng cho cả ngành trong thời gian này. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú và các hãng hàng không đang cùng bắt tay thực hiện để khẩn trương khôi phục thị trường. Xây dựng một cái đề án để nói lên Việt Nam chúng ta là I am safe, nghĩa là chúng tôi an toàn và tôi an toàn, để mình kêu gọi bạn bè thế giới đến với Việt Nam cùng với các cái cơ sở lưu trú, với tất cả những cái nhà hàng khách sạn. Thì như vậy là ở những khu vực đó là họ cũng phải đảm bảo đầy đủ các cái tiêu chí về cái việc là sát trùng các cái dụng cụ của họ tại điểm đến họ như thế nào, rồi các phương pháp đảm bảo an toàn đi lại. Không chỉ liên tục cập nhật thông tin từ các địa điểm du lịch, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, các doanh nghiệp lữ hành còn tung hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá để kích cầu với mức giảm từ 30% trở lên. Là nếu mà bạn đi giai đoạn này, một là ít khách, hai là bạn có một chính sách chiêu thị từ các công ty du lịch, ai cũng cần khách mà. Cái thứ ba là đảm bảo vệ sinh sức khỏe cho bạn. Mình đã chuẩn bị bảo hiểm cho khách hàng trong chuyến đi tour và sau 15 ngày của tour, khách hàng cũng vẫn tiếp tục được bảo hiểm để mà khách hàng yên tâm về cái sự tham gia các cái tour tuyến của mình trong giai đoạn này. Sở sẽ tăng cường cái công tác quảng bá ở những thị trường để thay thế dòng khách sụt giảm khi mà thị trường Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua. Kế hoạch của sở sẽ đẩy mạnh xúc tiến những thị trường châu Âu. Tháng 3 sẽ có chương trình xúc tiến tại hội chợ IT Berlin tại Đức, và tháng 4 sẽ có chương trình xúc tiến tại Ấn Độ, và từ nay tới cuối năm sẽ gắn kết xúc tiến cả những thị trường trọng điểm lẫn những thị trường tiềm năng.
Để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cần sớm có chính sách ưu đãi về miễn giảm hoặc gia hạn nộp các loại thuế phí, có những cơ chế về lãi vay, khoanh nợ, giảm giá một số dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 2, thế giới đã ghi nhận 2010 ca tử vong trong tổng số 75.199 ca nhiễm COVID-19 nCoV. Ca tử vong mới nhất được xác nhận tại Hồng Kông, Trung Quốc là một người đàn ông 70 tuổi, nâng số ca tử vong tại vùng lãnh thổ này lên 2 ca trong tổng số 62 trường hợp nhiễm bệnh. Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của giới chức Trung Quốc cho biết là con cái của các nhân viên y tế tỉnh Hồ Bắc đang làm việc tại tuyến đầu cuộc chiến chống dịch COVID-19 sẽ được cộng điểm khi nộp hồ sơ vào các trường cấp 3. Các em sẽ được cộng 10 điểm cho kết quả kỳ thi đầu vào. Trẻ chưa vào lớp 1 sẽ được ưu tiên nhận vào những trường mẫu giáo công lập. Biện pháp này được cho là sẽ giữ vững ý chí, cổ vũ tinh thần cho các đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại tâm dịch. Tuy nhiên thì trên mạng xã hội cũng có những ý kiến lo ngại sự không công bằng khi chỉ cộng điểm cho người Hồ Bắc. Thống kê cho thấy là còn có hơn 32.000 nhân viên y tế từ khắp các tỉnh thành của Trung Quốc được điều động về đây để chống dịch.